Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối thứ Tư, ngày 29 tháng 12. Trời tạnh ráo là trạng thái thời tiết chủ đạo của hôm nay tại tỉnh Quảng Ngãi. Se lạnh vào sáng sớm và hửng nắng về chiều. Nhiệt độ dao động ở mức từ 22 đến 26 độ C. Còn thời tiết ngày mai như thế nào? Tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, sáng và sớm mai trời se lạnh, còn trưa và chiều thì có nắng. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày hửng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, mưa rào, ngày nắng nhẹ. Thị xã Đức Phổ có mây, ban ngày hửng nắng, đêm không mưa. Thị trấn Ba Tơ, đêm và sáng trời lạnh, có lúc có mưa nhỏ và có dông, trời lạnh. Lý Sơn, nhiều mây, ngày hửng nắng. Thời tiết nông vụ. Những ngày qua, do có mưa lớn liên tục, nên tại các vườn cây ăn trái, bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, nấm và sâu bệnh phát triển gây thối rễ hư trái. Tranh thủ trời tạnh ráo trở lại, bà con lo chăm sóc và bảo vệ vườn cây ăn trái. Tỉa cành già cỗi của những cây cam, bưởi, tạo độ thông thoáng cho cây, tiêu hủy những bộ phận cây bị bệnh để tránh lây lan. Kinh nghiệm là tạo cho vườn thoáng nước tốt, dùng nước sạch tưới phun hoặc rung cây để rửa nước mưa, loại bỏ môi trường gây bệnh cho cây. Rải vôi gốc cây và bổ sung phân hữu cơ cải tạo đất giúp rễ cây phát triển tốt, phục hồi nhanh sau mưa. Vườn cây hiện đang có trái nên cần chăm bón kỹ để thu hoạch năng suất cao. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh được tăng cường trở lại trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có cường độ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Còn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Biển Đông vẫn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đáng lưu ý là tại khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông, khiến tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cao. Tình trạng gió mạnh, sóng cao kèm biển động trên Biển Đông được dự báo còn duy trì cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2022, nên tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022, phía Bắc khu vực Duyên Hải miền Trung tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam khu vực có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022, khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc khu vực, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sương mù nhẹ, trời rét cả ngày với mức nhiệt duy trì từ 12 đến 22 độ C. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Đà Nẵng có mây, mưa vài nơi, lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng, hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. BIDV đang tiến hành chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ sang công nghệ chip contactless đến tháng 12 năm 2022. Thẻ từ của quý khách hàng vẫn sử dụng giao dịch bình thường cho đến khi có thông báo mới của BIDV. Quý khách hàng có thể chủ động chuyển đổi trực tiếp trên các ứng dụng của BIDV, Smart Banking hoặc chuyển đổi trực tiếp tại các quầy giao dịch của BIDV Quảng Ngãi hoàn toàn miễn phí. Đối với quý khách hàng nhận lương qua BIDV Quảng Ngãi, ngân hàng sẽ chủ động phối hợp với đơn vị thanh toán lương để chuyển đổi và hoàn trả thẻ tại đơn vị. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 706 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.